41cc, Austin 041 61cc nhưng mà giật rất là nhẹ anh em, nó có trợ lực. Em ngồi em thường là máy mà 61cc là phải đứng lên giật rồi phải hai tay các kiểu, còn bây giờ là một tay em đang cầm camera quay, một tay em giật máy, hai tay che kẹp đây thôi là giật cái là nổ liền. Rất là nhẹ. Đây là sữa gỗ nè. Con này mà anh em nào ở xưởng gỗ mà mua về để khai thác để cưa mấy cái gỗ lớn rồi này kia là chạy là tuyệt vời, đã lắm nha. Rồi giới thiệu đến anh em là một cái lô bữa nay tiếp tục là lô chỉ T anh em ha. Thì đầu clip là bên em sẽ giới thiệu review về những cái máy chi tiết cụ thể thông số rồi đo lam đo khăn nặng đồ này kia. Cuối clip thì bên em sẽ test nổ giống như cái con T22 này đầu tiên em nổ cho anh em coi vậy đó. Tới cuối clip bên em sẽ test nổ tổng hợp lại hết những cái máy để cho anh em dễ lựa dễ hình dung ha. Rồi ok, mình bắt đầu vô mình xem clip của cái lô T ngày hôm nay ha. Rồi xin chào anh em đã quay trở lại với channel của cửa hàng Phú Hương bên em ha. Thì tiếp tục thành công của cái lô S là lô máy cưa 22 máy là bên em đã giao sạch sành sanh hết trơn rồi. Thì bữa nay tiếp tục đến cho anh em là lô chữ T nha anh em. Từ T1 cho tới T23 là máy cưa. Đó, trong lô này là so với lô S là nó him nó nhiều hơn một con luôn, tức là tới 23 máy cho anh em tha hồ lựa luôn. Austin có động cơ 2 bớt có nè ha, hoặc là một cái em siêu phẩm Tanaka nè, đó. Máy giữ nè, Hitachi nè, Makita nè ha. Rồi một em Shindawa 440, Austin 61cc, Austin 041, bữa nay con đó rất là cọp nha, máy rất đẹp, con này thì xích mới nè. Đó thì anh em nào mà có nhu cầu mua hàng thì nhớ giùm em cái số hotline bên em là 0967100003 ha. Thì có rất là nhiều kênh bán nhưng mà khi mà anh em đến với cái kênh của bên em thì sẽ được cho em bao cho anh em là máy bao ngon, giá bao rẻ, bao luôn phí ship và hướng dẫn sử dụng chi tiết tận tình từng máy cho anh em luôn. Tức là trước khi mà gửi máy đó thì bên em sẽ quay test và hướng dẫn sử dụng chi tiết cụ thể từng cái máy, cụ thể cái máy mà anh em mua. Ví dụ như anh em mua cái con T4 này thì bên em sẽ nổ máy rồi bên em sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách sử dụng, về mình châm vô cái nắp này nó xài sao, cái nắp kia xài sao, tức là cụ thể từng máy chứ không hướng dẫn chung chung, thấy không? Tức là không có hướng dẫn chung anh em về anh em xài gì về chung chung tổng quát hết là không có, là bên em sẽ hướng dẫn cụ thể luôn nha. Ví dụ như lấy T4 là bên em sẽ hướng dẫn cụ thể cái máy đó luôn, do đó về là chỉ việc anh em mở cái clip lên là anh em coi lại là anh em có thể là tự mình có thể sử dụng được, cho dù là anh em chưa xài máy cưa lần nào, chưa biết gì về máy cưa, chưa biết cách sử dụng, chưa biết cách xài sao, bên em có hướng dẫn 1 phút 30 giây là anh em xài ok liền nha. Rồi anh em nào mua máy nào thì nhớ giùm em cái mã máy nha. Ở trên này là cái mã máy, ví dụ như đây là cái con T2, ở đây là cái giá tiền. Thì muốn mua cái máy nào nhớ giùm em cái mã máy. Thì trong cái video clip này nó sẽ có hai phần. Phần đầu tiên đó là bên em sẽ giới thiệu review về cái công suất của cái máy, về cái thông số của máy, cân nặng, cái chiều dài lam, công suất của máy, cái máy này phù hợp xài cho mục đích gì, xài gia đình hay xài khai thác. Rồi cuối clip thì bên em sẽ có một cái những cái đoạn video mà bên em test những cái máy này nổ lên để cho anh em nghe, anh em có thể hình dung được cái tiếng máy nó nổ, nghe được cái hơi máy, rồi nghe được cái chắc máy nó nổ để anh em quyết định anh em có mua cái con đó hay không ha. Rồi còn cái chuyện thứ ba nữa là sau khi mà anh em đã xem rồi mà anh em bưng máy đó thì anh em cứ gọi qua cho em qua cái số hotline 0967100003. Thì số này bên em có xài Zalo luôn nhưng mà cái Zalo bên em nó đầy rồi nên là anh em có thể là nhắn tin qua Zalo chứ đừng có đợi kết bạn nha, tại vì kết bạn không có được, tại vì nó chứa có 2000 bạn bè thôi, nhưng mà có rất là nhiều anh em kiếm em để kết bạn, do đó là số lượng nó đã vượt quá 2000 rồi nên là không kết bạn được, nhưng mà nhắn tin vẫn được, anh em cứ nhắn tin với nhau là ok ha. Rồi mình vô luôn. Đầu tiên đó là cái con T1. Cái con này á là Ryobi. Con này thì nói chung là dòng trong cái dòng máy tay cục mà xài gia đình á thì nó rất là quen thuộc nha anh em. Con này nói chung là rất là quen thuộc, rất là phổ biến, anh em xài là cực kỳ yên tâm. Nói chung là muốn mà xài yên tâm, xài ổn định, xài nó bốc, ít hao xăng rồi nhẹ, dễ sửa, dễ sử dụng, để lâu giật ok là anh em cứ lấy con này cho em, Ryobi. An tâm xài luôn, giá lại mềm nữa. Con này bữa nay giá chỉ có 1,8 triệu thôi. Đó, mà máy rất là đẹp nha anh em. Ruby, con này thì 29cc nha. Xích cũng còn khá là dày. Con này thì cây lam của nó là cây lam 3,5 tấc nha anh em. Con này lam 3,5 tấc, Buji nó nằm ở đây. Đó, máy thì rất là đẹp. Mấy cái dòng này thì để cuối clip á, anh em coi coi tới cuối clip anh em có nổ máy mấy máy này lên cho anh em nghe. Đó, giật thì rất là nhẹ, nó rất là bốc ha. Có vú bơm luôn, có le gió.
đó, rồi chỉnh ra anti đồ này kia các kiểu đó. Nắp lọc gió thì nó nằm ở đây, đây là công tắc ha. Đó, nói chung là con này khá là nhẹ nha, anh em đưa lên cái, anh em cầm cái tay trái thôi là cũng rất là nhẹ luôn. Con này nó là 3 kg, chỉ có nặng có 3,5 kg, ủa xin lỗi 3,7 kg thôi nha anh, nặng chỉ có 3,7 kg thôi, nó hơi chá. Rồi để qua đây ha. Rồi con này nó nặng chỉ có 3,7 kg thôi, siêu nhẹ luôn, anh em xài một tay mà tay trái luôn vẫn được, chứ không cần phải xài tay tay phải, tức là cái tay trái của mình là nó yếu hơn, mà anh em vẫn cầm vẫn cưa rất là khỏe luôn, nghiêng qua nghiêng lại các kiểu là ok ha. Rồi con này anh em nào ưng thì chốt giùm em con T1 1,8 triệu nha, ngon bổ rẻ là nó đó, ha, máy Nhật luôn. Rồi kế tiếp nữa cái con T2, cái con này á, thì nó khác biệt cho so với cái con T1 á, là cái con T2 này đời nó cao hơn. Con này thì cái đời sản xuất của nó là khoảng năm 2016 tới 2017 nha, đời rất là cao. Chứ lại cái thứ hai cái ưu điểm của nó đó là nó có cái phanh ha, có cái phanh luôn đó. Khi mà anh em leo lên cao thì anh em kéo cái phanh này thì khi mà mình lên ga thì cái xích nó không chạy thì nó rất là an tâm ha. Con này thì hàng Trung xuất Nhật ha, hàng Trung xuất Nhật nên là cái đời của nó rất rất là cao. Con này thì cái le gió nó nằm ở đây, khi mà anh em bóp vô là nó nhảy vô đó. Con này thì là bán tại thị trường Nhật luôn, nhập từ Nhật về, nó hàng Trung xuất Nhật Nakatomi ha, Nakatomi nha anh em. Con này thì nó có cái phe gài ở đây để anh em treo lên đó. Cái ưu điểm của cái con này so với cái con Ryobi thuần Nhật này đó là đời nó cao thì máy móc bên trong này nó chạy nó ổn định hơn. Rồi nó có mấy cái công nghệ kèm theo, ví dụ như cái phanh nè nha, có cái phanh nó trắng tay cầm rồi cái phanh luôn, khi mà anh em leo trèo lên cao thì anh em phá cái phanh lại thì là mình lên ga thì nó không có nguy hiểm cho mình, cái xích nó không có chạy ha. Rồi cái le gió là le tự động, khi kéo ga bóp vô là tự động nhảy vô, dưới cái nắp lọc gió nó nằm ở phía sau á thì nó sẽ giảm cái bụi bẩn hơn là cái nắp lọc gió nó nằm ở phía trước ha. Còn anh em thích cái thằng Ryobi bên đây, nhưng mà cái màu sắc á, thì theo em là thằng Ryobi này nó đẹp hơn, nhưng mà cái con này đời cao với lại cái công nghệ á, thì thằng này nó áp dụng nhiều hơn, nó đi cái lam của thằng Orion Mỹ nha nè, lam này Orion Mỹ nè. Con này thì cái lam nó cũng bằng cái con T1, con này là lam nó là 3,5 tấc, tức là anh em cưa được cái cây đường kính tối đa là 7 tấc ha, gấp đôi lên 7 tấc, với lại cái chập giật của nó là trợ lực nha anh em, giật trợ lực khác rất là nhẹ ha. Con này giật khá là nhẹ, cũng có vú bơm luôn đó, rồi nắp cát lam với lại xăng pha nhớt nó nằm ở trên này luôn. Với lại cái đặc trưng của hàng này nữa là em này nữa là em có cái xỉa gỗ nha anh em, mặc dù là tay cục nhưng mà lại có xỉa gỗ ha. Thì nói chung là cái con này nó là cái công nghệ trang bị là tặng răng đó, anh em nào thích công nghệ đó anh em cứ lấy cái con này cho em là xài ok. Rồi con này thì là 26cc nha anh em, con này 26cc xài gia đình rất là tiết kiệm nhiên liệu nha, chạy là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn đó, tại vì cái chế của nó là cái chế tự động, cái chế tự động nó chạy nó hoạt động nó rất là tốt, rất là ok. Con này thì là 3,9 kg nha anh em, nặng 3,9 kg, 26cc, con này là 29cc đó, một con 29cc, một con 26cc. Rồi con này thì khủng hơn nữa nè, con này T3, con này là 41cc nha, con này là Austin 015 phiên bản tay cục nha anh em, Austin 015 phiên bản tay cục, con này là chạy là cực kỳ bá đạo luôn. Do đó là anh em nào kiếm cái máy tay cục mà công suất lớn thì anh em cứ lấy cái con này cho em, tay cục mà công suất lớn nó là thiên hạ vô địch, hầu như là không có thằng nào công suất lớn hơn này. Với lại một cái nữa nó ngon á là cái lam của đó là cái lam Latin ha, hai thằng kia là xài lam bánh xe thôi, còn thằng này là lam Latin, với lại cái máy là full nhôm luôn, full nhôm tức là đầy đủ hết, từ đầu từ cái ốp mặt giật cho tới ốp ốp bên đây đều là nhôm hết, nên là nó rất là bền nha. Với lại cái chập giật mà nó là nhôm thì anh em biết là giật là nội động có đá, rất là bền luôn. Tay cầm ở đây cũng vậy luôn, cũng nhôm luôn, thì nó nhôm toàn bộ hết, thì khi mà máy nó chạy á nó sẽ tản nhiệt ra đều cái máy thì nó sẽ tăng cái độ bền của máy lên, đó là cái ưu điểm của thằng nhôm. Còn nhược điểm của thằng nhôm là gì, đó là nó nặng so với hàng máy nhựa thì cái hàng nhôm này nó sẽ nặng hơn, nhưng mà nó ngon ha, nó nặng nhưng mà nó bù lại là nó ngon. Rồi con này 41cc nha, lưu ý giùm em con này cái lam nó cũng là 3,5 tấc luôn, tức là ba hàng đầu tiên này cái lam của nó là bằng nhau, nhưng mà cái hàng này thì em nghĩ là nó sẽ nặng hơn, thấy không, con này là nó tới 4,5 kg, hồi nãy một hàng á là 3,3 kg hay gì đó, một hàng á là 3,9 kg, rồi hàng này là 4,5 kg, tại vì ảnh là ảnh làm bằng nhôm không à, mà nhôm á thì là kim loại thì không thể nào mà nó nhẹ bằng nhựa được, hàng này là nó chơi nhựa đó, bởi vì cái gì nó cũng có cái giá nó, với lại nhựa đó là anh em nhìn cái màu sắc nó rất là đẹp, còn á, nhôm á mặc dù là cái màu trắng, con này là đánh giá là đã rất là đẹp rồi đó anh em, tại vì anh em biết là nhôm mà cái màu trắng nữa, mà màu trắng là một cái màu nó rất là dễ dơ, chỉ cần anh em đi cưa chút xíu thôi là nó dơ lắm, mà anh em nhìn cái máy nè nó còn rất là đẹp, nước sơn là nước sơn zin thì chứng tỏ là cái máy này nó còn rất là cộp nha anh em, máy này khá là cộp. Rồi con T3 1,8 triệu luôn ha,
đấy, ba con là ba con là mỗi thằng nó có một cái ưu nhược điểm khác nhau, để mà quyết định mình mua cái con nào cũng đáng phải suy nghĩ lắm nha anh nha. Đấy, nhưng mà em thì em thích cái thằng T1 tại vì cái màu nó vàng, màu nó nổi, em khoái màu nổi ha. Rồi kế tiếp nữa là một cái con tay cục, con này là T4, con này là hàng hiếm anh em. Tại sao hiếm? Tại vì cái thằng này là Austin 020 dòng super, thì cái thằng Austin 020 á là đại đa số đều là tay dài, tức là cái đàn tay dài nó giống như cái thằng T7 T8 ở đây, tức là cái tay cầm nó nằm ở phía sau gọi là tay dài đó. Còn cái thằng này là Austin 020 mà lại là phiên bản tay cục, đây là một cái phiên bản hiếm. Tại vì cái thằng Austin 020 là cái công suất của nó là tới 45cc, thằng này là 41cc, 41cc là đã khủng lắm rồi, cái thằng ông nội này còn khủng hơn nữa. Bởi vì cái thằng này là hàng hiếm nha nè, Austin 020 mà tay cục phiên bản là 45cc. Con này hàng hiếm, con này mà nếu mà anh em mà biết xài hoặc là anh em mua hở, anh em mua về anh em bán lại cho dân mà biết xài á, kiếm cái máy tay cục mà công suất khủng á, thì anh em cứ lấy cái con này ha, bán dễ bán lắm, dễ xài dễ ra, mà khấu hao đồ này kia rất là ok. Con T4 này giá 2 triệu nha, có sữa gỗ luôn nè. Con này nó tới 45cc tay cục mà 45cc kinh khủng thiệt chứ. Nó super. Mà giật rất là nhẹ anh em ha, giật rất là nhẹ, nó cái dòng super. Super đó là nó tụt bô lên nữa đó. Đó. Con này nó cái chế hòa khí nó nằm ở chỗ này nè. Cái máy này thì nó cũng là full nhôm giống như cái thằng kia. Rồi xích nó rất là dày nha anh em. Con này gần như là giống như xích mới vậy đó. Độ dày của nó là như xích mới. Khá là dày luôn. Nên là anh em mua cái con này là về xài là rất là yên tâm về cái bộ xích này. Rồi cái chữ Austin là khắc 3D luôn nha, chữ nổi. Austin 020 AV. Đây đây là cái quên nữa, nãy giờ em nói với anh em là cái con Austin này với cái con Austin này là hàng sản xuất tại Đức nha anh em, bán tại thị trường Nhật. Ha, hàng Đức xuất Nhật ha, hàng Đức xuất Nhật đó. Rồi con này thì cái lam của nó là 4x2 nha, lam 4x2. Đó, nói chung là cái con này là hàng mà anh em sưu tầm là anh em xài là đã lắm nha. Đó, nếu mà anh em có nhu cầu mua kiếm cái con tay cục mà công suất nó lớn khủng á mà hàng hiếm á là anh em lên lấy cái con này. Con này sau này mà anh em mà chán anh em bán lại cho người khác á, nó cũng có giá lắm, tại vì á là cái hàng này nó hiếm. Austin 020 là trước giờ là toàn tay dài không à. Thằng này nó có một cái nó chọt vô tay cục. Rồi, lam nó cũng khá là dài, 4x2. Con này thì cân nặng của nó là 4,9 kg nha anh em, 4,9 kg, 45cc. Rồi, một em hoa hậu, con này là T5. Nếu mà anh em mà thích lấy mấy cái dòng mà máy vỏ nhựa của Nhật thì cái con này là Tanaka, là sẽ không làm cho anh em thất vọng nha. Con này là Tanaka Made in Japan nè ha. Con này thì 33cc nha nè, 33cc. Như vậy là so với cái con T1 với T2 thì cái con này nó vừa đẹp hơn mà máy nó mạnh hơn. Đó, cái màu quá đẹp anh em ơi, nó pháo phối cái màu cam với màu đen nhìn rất là ngầu. Con này thì lam nó cũng là 3,5 tấc nữa quá. Đúng rồi, con này lam nó cũng là 3,5 tấc luôn. Đó, cái con này thì cái dòng cao cấp của Tanaka với lại cái máy nó cọp hơn, đẹp hơn. Nè anh em thấy giật lên. Để kéo ra thử nè. Nó cái cục này nè. Nó anh em thấy không? Mấy cái này nếu mà máy mà đã xài nhiều rồi mà máy không cọp là những cái nút này, nút cao su này nó sẽ rớt mất. Nó không có còn, mà máy là máy cọp nó sẽ còn cái nút cao su này. Tức là cái nút này nó để cho nó đẹp thôi, muốn có cũng có cũng được, mà không có cũng không sao. Nhưng mà cái máy mà nó còn cọp, nó còn đẹp thì nó sẽ còn cái này. Thấy không? Đấy, con này Tanaka 33cc. Con này khá là đẹp anh em ơi, màu cam đen, nhìn rất là thể thao luôn. 33cc. Con này cũng rất là nhẹ nha, nó nhẹ như con T1 gì đây. Tại vì cái vỏ nó là vỏ nhựa, do đó là anh em nào mà xài máy cưa, xài lặt vặt trong gia đình, cưa lặt vặt thôi, không cần cưa nhiều quá đó. Thì anh em cứ lấy cái con Tanaka này cho em là xài rất là ok. Rồi, T5 nha anh em, 2,2 triệu. Ồ, con này cũng khá là nhẹ nha, 3,9 kg, 33cc mà 3,9 kg, tay cục mà 33cc là cũng khỏe lắm rồi đó. Anh em được cái con này mà anh em đi cưa mấy cái bụi tre đồ này kia là vẫn được bình thường nha, thoải mái nha. Rồi, con T5 ha. Kế tiếp nữa là cái con T6, con này thì giá tiền nó hơi chát nha, nhưng mà máy nó ngon, nó là hàng hiện nha, hàng xịn đó, hàng mà nhức răng luôn đó. Đây là động cơ 2 bớt nha anh em. Đây, nếu mà anh em nào chưa biết động cơ 2 bớt là gì thì anh em lên Google anh gõ vô động cơ 2 bớt là gì, nó sẽ giải thích cho anh em. Đó là một cái động cơ tối tân nhất của nhân loại hiện nay, thì nó sẽ giúp cho anh em là bền, là cái thứ nhất, động cơ bền, động cơ mà hiện đại nhất là cũng nó luôn đó, động cơ mà ít tiêu hao nhiên liệu cũng nó luôn, động cơ ít khí thải nhất cũng nó luôn. Nó là cái động cơ 2 bớt. Động cơ này thường là nó chỉ nằm ở trên những cái chiếc xe hơi đắt tiền nha anh em, mấy cái xe hơi mà Lamborghini rồi mấy cái Audi, Mercedes đồ này kia đó, là nó xài cái động cơ 2 bớt đó. Mà cái máy cưa này nó trang bị động cơ 2 bớt thì anh em hiểu nó xịn cỡ nào, nó sò cỡ nào rồi ha. Con này là Maru nha anh em, Maru, nó hay còn gọi là Aririm nè,
Ari, Ari tức là nó viết tắt của chữ Agriculture, có nghĩa là nông nghiệp, Dream có nghĩa là giấc mơ. À, tức là nó là một cái máy mà để chúng ta hiện thực cái giấc mơ về nông nghiệp. Đó, cái tem này nó có dịch ra tiếng Việt của mình nó có nghĩa như vậy. Con này thì 31cc ha. Đây tem của nó nè, 31cc. Nặng chỉ có 3,1 kg thôi, nhưng mà 3,1 kg này là nó nói là chưa có lam xích nha. Chút xíu mình cần thế nào cũng trên 3,1 kg, tại vì gắn thêm lam xích là nó thêm khoảng 700-800 g nữa. Rồi chụp giật là chụp giật trợ lực nha Nam. Có vú bơm, le là le tự động luôn. Nè, le tự động kéo ra bóp vô là tự động nhảy vô. Rồi nó có hệ thống lò xo, mấy cái hệ thống lò xo giảm sốc. Đây nó có mấy cái hệ thống lò xo giảm sốc. Ở dưới đáy này nó hơi dơ, tại vì cái nền của em nó bị dơ, nó dính nhớt á. Nhưng mà anh em đừng có chú ý cái tới cái độ dơ, mà anh em hãy chú ý tới cái con ốc. Đó, anh em nhìn mấy cái con ốc nè, nó còn mới chát thấy không? Đó, con ốc nó còn mới chát luôn. Thì cái đá đáy này lấy cái đùi vẽ lau cái là sạch rồi, tại vì cái nền của em nó dơ quá, nó dính nhớt. Nhưng mà mình đừng có chú ý tới cái dơ đó, mình lau cái là sạch thôi, nhưng mà mình hãy chú ý tới mấy cái con ốc. Còn rất là đẹp luôn, keng xà beng luôn, thấy không? Đó, cực kỳ đẹp. Động cơ 2 bớt Maru. Rồi đi cái lam Oregon của Mỹ nè. Xích thì rất là dày. Đó, con này thì cái trắng tay cầm. Ga nè, cái vân tay của nó nè, cái này gọi là gì ta? Gọi là mấy cái gù, mấy cái gù để cho nó chống trượt á nè, thì nó còn y nguyên luôn, nó chưa có mòn gì hết. Cũng rất là ok, công tắc nó nằm ở đây, chỉ cần lấy cái ngón cái đẩy lên đẩy xuống là tắt máy thôi. Nên là nó rất là tiện dụng ha. Rồi con này thì lam của nó là 4 tắc 2 nha, 4 tắc 2, động cơ 2 bớt nha. Đó, con này nhiều khi là anh em lỡ anh em mà mua hụt rồi một cái ha, anh em có tiền và anh em muốn mua cũng không được nữa. Ví dụ như con này em bán 2,6 triệu giờ mà bán rồi cho ông khách đâu, ông nào ông hốt rồi, mà anh em giờ anh em kêu em đưa em 3 triệu kiếm con thứ hai cũng khó lắm. Nói chung là không phải mà nó hiếm tới mức độ là chỉ có duy nhất một con. Hổm gà em lên thì cũng có nhiều lắm rồi. Hổm gà thì bán cũng mấy cái con này về là trong vòng là khoảng mấy tháng dịch này thì nó cũng bán cũng được cỡ gần chục con à. Gần chục con mấy máy này nè. Nhưng mà số lượng nó hạn chế, thấy không? Đó, nhiều khi mình bán rồi mà mình muốn săn, có nhiều ông á mua lỡ bị người ta hốt rồi, ổng đến sau, ổng kêu gửi tiền cọc cho em, gửi cả triệu luôn cọc, để chừng nào có con này gọi cho ổng lấy, nhưng mà không có dám anh em, chừng nào đâu có biết chừng nào có đâu, nó tùy duyên lắm ha. Nên là cái duyên của cái con này hợp với anh em nào thì anh em đó hãy lấy cái số điện thoại gọi nhanh liền 0967100003, chốt liền là sẽ tới tay anh em thôi ha. Mấy anh em là mấy con này anh em phải nhanh tay mới được. Rồi con này là lam 4 tắc 2 ha. Rồi nói chung là nó ngon lắm, khỏi nói nhiều. Đó, con này là 3,9 kg nha anh em. Đây nè, cái sợi dây ga của nó nè anh em thấy không, để em lấy cái nét nè. Nè, thấy sợi dây ga không nè, bóp cái nè, thấy cái sợi dây ga mà nó nằm bên trong mà nó còn mới chát là anh em biết đó. Cái sợi dây cáp đó nó còn mới tinh luôn. Mấy cái sợi dây cáp này nó dễ bị xét lắm, mà cái máy nó còn mới chát, vậy là anh em hiểu là cái máy nó mới như thế nào rồi. Ở đây nữa nè đó, rồi cái con ốc mà siết lam nữa nè, còn can xà beng lắm. Rồi ok ha. Rồi như vậy là mình xong một loạt là máy tay cục, 6 con trong cái lô này là 6 con tay cục. Thì có một cái con là hàng VIP, động cơ 2 bớt. Thì anh em nào mà ưng nó thì chốt nhanh tay ha. Rồi bây giờ em sẽ tới mấy cái con mà tay dài nha anh em. Tắt quạt cho anh em. Em sẽ tới 3 con Austin tay dài. Đầu tiên là Austin 015. Nói chung là mấy cái con Austin màu cam này hổm gài là bán cho anh em là anh em xài cũng khá là nhiều rồi đó nha. Thì cái lượng anh em phản hồi lại xài khá là ok. Đó. Nhưng mà cái con này thì nếu mà anh em mà chưa xài máy cưa lần nào đó, chưa từng xài máy cưa lần nào thì em không khuyến khích nên mua. Tại vì còn nếu mà chưa xài máy cưa lần nào mà mua xài thì cũng được, nhưng mà mình sẽ có một cái khoảng thời gian khoảng chừng tiếng đồng hồ mình làm quen với nó. Rồi khi mà mình làm quen với nó rồi, xong mà mình hiểu về nó rồi đó, thì xài rất là sướng. Còn những anh em mà đã xài máy cưa rồi á thì xài mấy cái con này nó còn sướng hơn nữa. Tại sao em nói sướng? Thứ nhất là động cơ Austin là một cái động cơ nó giống như một cái tượng đài về cái máy cưa đó. Về máy cưa thì bên máy Nhật là người ta sẽ nhắc tới là Shinawa Echo, còn máy Đức người ta sẽ nhớ liền tới là Austin. Đó, Austin là một cái thương hiệu rất là lớn. Con này á, là máy sản xuất tại Đức, xuất qua Nhật, hàng Đức xuất Nhật ha. Cái thứ hai nữa là lam của nó là lam Latin. Cái thứ ba nữa là vỏ của nó là vỏ nhôm, nó rất là trâu bò, rất là bền. Cái thứ tư nữa là cái động cơ của nó công suất rất là lớn, nó tới 41cc mà giá nó lại mềm. Nên là có rất là nhiều anh em khoái chuộng ha, chuộng cái thằng Austin này, mà hổm gà em về em bán mấy thằng Austin chạy, bán rất là chạy mà anh em xài là rất là ok.
Có nhiều anh em về nói là bán xài là chạy là khai thác rồi này kia, cưa tốc độ cưa nó rất là nhanh, rất là khỏe luôn ha. Thì đây là cái ưu điểm của cái hàng Atin, Atin 015. Thì cái con Atin 015 này công suất của nó là 41cc nha anh em, 41cc đó. Anh em mà có xài máy cưa rồi á, thì là xài con này rất là sướng, nó dễ xài. Còn nếu mà chưa xài máy cưa á, thì nó hơi khó. Em hướng dẫn thì anh em xài cũng được thôi, nhưng mà mình chịu khó mình tập mình xài là ok. Con này là 4 tấc 2 nha anh em, 4 tấc 2. Còn nếu mà mới xài máy cưa lần đầu á, mà muốn ăn chắc mặt bền á, thì nên lấy mấy hàng quỷ này nè, mấy hàng tay cục này là dễ xài nhất, mà giật nó nhẹ nhất, thấy không? Đó, nhiều ông sợ cái máy cưa nó bị đau hay gì, giật không dám giật, giật cà khều rồi nó sao nó không nổ, tại vì giật nó không có đủ cái lực của nó rồi sao nó nổ được, giật mà sợ cái máy nó hư không dám giật nữa. Rồi con T7 này giá 1.900.000 nha anh em. Đó, máy là full nhôm rất là đẹp. Nó nhôm thì nó anh em biết là nó rất là bền, anh em nghiêng qua nghiêng lại đồ này kia thì nó rất là bền, bền hơn so với hàng nhựa. Rồi cái lam của nó là cái lam Latin, lam Latin thì nó lại bền cái nữa, đó là anh em chạy á nó không có cái nhông ở đây thì nó rất là bền. Một cái cây lam Latin thì cái trị giá của nó là khoảng 700-800 ngàn, so với lam bánh xe thì giá trị của nó rất là cao tiền. Do đó bởi vì bên em mới nói là đây là một cái dòng máy cưa tin mà hàng hệ nó có đủ cái thứ gọi là ngon bổ rẻ ha, thì là cứ lấy nó là ok. Rồi con này thì lam của nó là 4 tấc 2 nha anh, tay dài 41cc. Con này nặng 5 kg đúng ha. Cái con này thật ra là nó y chang với cái hàng quỷ T3, nhưng mà hàng T3 đó là cái phiên bản của nó là cái phiên bản tay cục, còn hàng này thì phiên bản nó là tay dài. Rồi hàng này á là Atin 015. Cái hàng này á, thì so với cái mặt tiền ở chỗ này á, thì nó hơi chạy chút xíu, đó là mình nói công tâm vậy, mình nói thật sự có sao mình nói vậy. So với cái hàng bên đây, hàng bên đây thì nhìn nó đẹp hơn, thấy không? Hàng bên đây thì nó hơi chạy đây chút xíu, nhưng mà nó bù lại nó được cái khác, nó vẫn giá 1.900.000 nó bằng với hàng T7, nhưng mà bù lại nó được cái khác hơn, đó là nó được cái là cái bộ xích của nó là gần như mới. Cái bộ xích này độ dày của nó là gần như là xích mới. Cái độ dày nó là khoảng 97% so với xích mới. Do đó cái con T7 với T8 này nó đồng giá nhau là vậy đó. Mặc dù là ẻm xấu hơn đây thiệt, nhưng mà bù lại á là cái xích của nó còn ngon hơn rất là nhiều. Xích là giống như xích mới vậy đó. Rồi lam là lam Latin đầu nhọn luôn. Đó, xài rất là ok ha. Với lại là cái ốp ở bên đây, cái đời bên đây á là nó chỉ một phần đây thôi. Zin của nó là vậy nha, tức là nó ốp đây thôi, nó chừa cái bô này ra. Đó, còn ở đây á là cái đời của nó là nó liền luôn, nó che cái bô này luôn. Thì có một số anh em hít, một số anh em không hít, có một số anh em nói là che vậy á, thì nó ok, nhìn nó liền lạc, rồi nhìn nó lỡ mà mình đụng cái bô đồ này kia nó không có bị nóng. Nhưng mà có một số anh em á thì lại hít cái phiên bản đời này, tại vì khi mà mỗi lần mà mình tăng đưa cái lam đồ này kia đó thì nó chỉ có một cái miếng ốp ở phía trước này thôi, thì nó sẽ giúp cho mình thao tác rất là nhẹ nhàng, nó không có cồng kềnh. Rồi một số anh em á là biết xài máy cưa là sẽ nói là có cái bô mà nó nằm thoáng gì nè thì nó sẽ giúp cho tản nhiệt tốt hơn, cái lượng khí thải nó phụt ra nó cũng dễ hơn, thấy không? Thì đó là tùy vô mỗi anh em, mỗi cái quan điểm của mỗi anh em riêng. Còn trách nhiệm của em á là em phân tích cụ thể, so sánh từng máy này so với máy khác nha. Thì nó khác đời nhau thì nó chỉ khác nhau vậy thôi nha. Nhưng mà cái con này thì được cái là cái xích nó dày hơn đó. Rồi con này là lam, nó là lam 4 tấc nha, T8 1.900.000 ha. Anh em nhớ cái mã giùm em, cũng là 41cc nha. Con này thì là nặng 5.2 kg nha, 5.2 kg ha. Rồi kế tiếp nữa là cái con T9, con này là Atin 010, 010. Con này thì nhiều anh em chuộng hơn cái Atin 015. Con này thì cũng 41cc luôn, nhưng mà em hai cái là cái vỏ đây là nó là nhựa, thì dành cho những anh em hít nhẹ thì là lấy nhựa này. Với lại là một cái nữa là nó có cái phanh luôn. Nó có cái hắn xích. Đó. Còn Atin 015 á thì nó không có hắn xích mà nó là nhôm hết, còn cái hàng này á là nó thiết kế theo cái tiêu chí là công nghệ có phanh, rồi nó thiết kế cái này là nhựa, mà cái nhựa này hay lắm nha, nhựa này nó giống như nhựa dẻo vậy đó, anh em lấy búa đập chưa chắc nó bể, nó ngộ vậy đó, nó nhựa mà nhưng mà nó rất là dẻo chứ nó không giòn, thấy không? Đó. Rồi ở đây thì nó vẫn là nhôm nha, cái ốp này nó vẫn là nhôm, nhưng mà cái mặt trước này nó làm nhựa để nó giảm cái khối lượng máy của mình, giúp cho cái máy mình nó nhẹ, rồi nó có phanh luôn, nên là ở đây là mặt nhôm nên là anh em xài rất là yên tâm. Con này thì cái lam của nó là lam 4 tấc nha, lam 4 tấc ha. Có phanh Atin 010 Electronic Wood Top ha. Rồi con này thì nặng 5.2 kg nha anh em, nặng 5.2 kg ha, Atin 010. Rồi kế tiếp nữa là những cái dòng máy dành cho gia đình nè. Đây là những cái con máy tay dài, anh em hay gọi là máy tay dài.
từ đây dài cho tới hết đó luôn là dành cho gia đình, xài cưa gia đình rất là ok. Đó, những cái máy này đó là dành cho những anh em mà để có nhu cầu xài máy cưa nhưng mà xài không nhiều, lâu lâu mới đem ra cưa. Thì cái tiêu chí đầu tiên của anh em đó là phải dễ xài, dễ nổ, để lâu đem ra phát giật dễ chạy, dễ sử dụng, giật nó nhẹ nữa. Thì là 2, 4, 5 con này đáp ứng cho anh em rất là ok, anh em lấy con nào cũng được hết. Rồi đầu tiên là con T10, con này là Makita. Makita này là nòng nằm, thằng Makita bên đó là nòng đứng. Makita này là cái phơm, nó là phơm dưa leo. Phơm dưa leo là gì, nhiều anh em không hiểu thì em nói luôn, cái trái dưa leo nó làm sao thì nó cái máy nó vậy đó, tức là nó suông được giống như trái dưa leo, nó dài mà nó hon, nó gọn cái bề ngang. Thì như vậy anh em cầm á thì nó sẽ rất là gọn, nó không có bị cồng kềnh, gọn nhẹ, và cầm giống như là mình cầm một cái cây dao, cây mát gì đó, nó hon mà nó cầm máy cưa mà cảm giác mà mình không có thấy nó cồng kềnh, thì nó đem lại cho mình cái cảm giác vậy. Con T10 này giá 2 triệu anh em. Con này là cái trắng tay cầm ha. Con này là Makita 3035, con này 31cc nha nè, 31cc. Cái lam con này thì chắc khoảng 4 tấc, đúng rồi, con này lam nó 4 tấc 2 nha. Đây là những cái dòng máy cao cấp của Makita ha, nó có vú bơm, có lè gió luôn. Thì có vú bơm thì nó giúp cho mình giật nó nhanh nổ hơn. Đó, con này thì cái hơi của nó rất là ok. Đó, giật rất là nhẹ ha, giật khá là nhẹ luôn. Con T10 này là giá 2 triệu nha. Con này thì cái cân nặng của nó là 4,2 kg nha anh em, nặng 4,2 kg. Nó vỏ nhựa nên là khá là nhẹ. Phơm dưa leo. Còn anh em mà hít Makita mà nồng đứng đó thì anh em lấy cái con T11. Con này thì cũng 2 triệu luôn, tức là bằng giá với thằng kia. Nhưng mà nồng đứng thì chạy nó bốc hơn nha. Con này thì là nồng cái công suất của nó là 30cc, so với thằng kia thì nó nhỏ hơn 1cc, nhưng mà nó là nồng đứng nên là chạy nó bốc hơn. Đó, với cái lam nó còn chữ Makita ha. Mấy con này anh em xài gia đình là tuyệt vời lắm á. Con này là lam 3,5 tấc nha nè, 3,5 tấc có vú bơm nó nằm ở bên đây nè. Đó, con này thiết kế rất là gọn, giật nó cũng khá là nhẹ luôn. Đó, giật khá là nhẹ, công tắc nó nằm ở đây, ga nằm ở đây. Makita nồng đứng nó cũng rất là gọn nha, gọn kiểu giống như phơm dưa leo vậy đó. Còn bên đó thằng Makita nồng nằm, nó phiên bản phổ thông nhưng mà lại được nhiều anh em thích. Rồi con T11 này là 2 triệu, lam là 3,5 tấc. Con này là 3,7 kg nè, 3,7 kg. Như vậy là mình có 3 con Makita. Ở đây là 2 con nè, một con là nồng nằm, con này nồng đứng ha, Makita. Con này 31cc, con này là 30cc. Còn cái hàng này là Makita E2835, con này cũng 30cc. Đó, nhưng mà cái con này cái nó không có cái thiết kế phơm dưa leo nha, nó là thiết kế tiêu chuẩn, tức là cái bề ngang của nó phình hơn. Nhưng mà như vậy á, thì cưa nó sẽ rất là đầm máy nha anh em. Nó đầm máy. Với lại cái phiên bản này á, cái đời này á thì được nhiều anh em xài nhiều nhất. Tại vì có cái hay là nó giật, nó nổ lên, cái tiếng nổ nó rất là ấm và chạy rất là bền. Với lại á là hai cái hàng bên đây là cái ốp ở bên đây nè là nhựa. Còn cái hàng bên đây á là ốp ở đây là nhôm. Thì khi mà anh em cưa, anh em úp rồi nè, thì nó tăng cái độ bền lên. Nó lỡ mà con bể mạnh tay đồ này kia thì cái ốp này nó cũng là nhôm, nó thì nó không có bể được. Với lại cái xích của con này khá là dài, lam của nó khá là dài. Con này lam 4,2 nha nè, 4,2. Nói chung là so với cái dòng mà hương hiệu Makita đó, là cái thằng mà E2835 này đó là được nhiều anh em xài nhiều nhất. Còn hai cái thằng bên đây thì cái phiên bản của nó là cao cấp hơn, tức là so với cái máy mới đó. Máy mới, cái giá tiền mà máy mới đó, hai này nó mắc tiền hơn. Hàng này, thấy không? Hàng này nó rẻ tiền hơn. Nhưng mà cái lượng người xài với lại cái cảm giác khi mà xài đó, thì cái con này kiểu giống như là nó bền hơn, chạy nó ăn chắc mặt bền hơn, chạy nó đầm hơn ha. Rồi đó. Cái con này là nổi tiếng là cái gì bên em biết không? Để lâu đem ra giật phát là nổ. Đó, giống như cái con này để lâu khiệu cái là nổ đó. Con này nó hay vậy đó. Rồi nó cũng có vú bơm đây luôn ha. T12 này, con này 2 triệu nha nè. Rồi con này là 5kg nha nè, nặng 5kg. Rồi tương tự thì mình có một cái con nhưng mà cái hương hiệu nó khác, nó là Hitachi. Con này khá là đẹp nha, với lại cái lam nó khá là dài. Để em đo thử cái lam à, em đoán là lam cả 4,5 tấc á. Đúng rồi, con này lam nó tới 4,5 tấc nha nè. Tức là anh em cưa được một cái cây đường kính là gần cả mét, mà cái cây lam nó còn chữ Hitachi rất là đẹp nha. Đó, Hitachi. Con này cũng 30cc nha anh em, nhưng mà cái màu của nó ngầu, nó thiết kế màu cam với màu đen.
Rồi cây lam của nó là sơn sơn nền đen luôn, nên là nhìn một cái tổng thể nó rất là thể hao và nó rất là ngầu luôn. Tanaka con này tay dài nè, anh em nhìn cái hệ thống ốc của nó nè, còn rất là mới nha, nè vàng chóe luôn. 30cc ha, con này dễ xài lắm nha anh em, với lại là dễ nổ, dễ sử dụng. Đó, giật thì khá là nhẹ ha, nó chưa, còn tại vì chưa có xăng nên là nó chưa có nổ. Đây, ốc rất là đẹp, làm tới 4,5 tấc nha. Trong những cái dòng máy tay dài thì cái con này là làm dài nhất. Đó, T13, con này 2,2 triệu. Con này là 4,9 kg nha anh em, 4,9 kg. Rồi kế tiếp nữa là một cái em là dòng cao cấp nha. Anh em nhìn là biết cao cấp liền à. Tại vì cái thiết kế nó không giống ai chứ. Cái thiết kế này mà anh em xài chừng 10 năm nữa chưa có lỗi cái mod nữa. Đây là cái con Tanaka, một cái phiên bản là cao cấp nha anh em. Đó, giống như đây là phiên bản thường. Nó phiên bản thường thì người ta thiết kế là nói chung là nhìn vô là nó thường. Nó bình thường, nó giống như mọi cái máy khác, còn cái thiết kế này giống như thiết kế siêu nhân vậy. Nó thiết kế nó cong cong, nó uốn uốn, nó lượn lượn, nó 3D các kiểu ha. Đó. Thiết kế rất là khó nha anh em. Đây là một cái mẫu thiết kế rất là đẹp. Cái con này thì mà máy mới đó là đâu đó nó khoảng 17 tới 18 triệu nè. Mà em thấy là, anh em thấy là máy là như mới, cây lam là còn như mới rồi không? Máy ken xà beng mà bán có 2 triệu 6 thôi. Anh em hỏi cái giá nó hôm không? Quá hôm. Trong khi cái máy mới là tới 18 triệu. Đó, giống như chiếc xe máy mà anh em mua cái máy mà chiếc xe máy 18 triệu bây giờ có chiếc xe máy giấy tờ đàng hoàng đem lại cho anh em. Mà nó mới ken xà beng luôn mà bán có 2 triệu 6, hỏi thơm không? Quá trời thơm luôn, không hốt liền là rất là uổng nha anh em. Đó. Cái thiết kế này nó nhìn vô nó mấy cái cục nó u lên giống như là bắp chuột vậy đó, giống như mấy thằng mà tập tạ vậy đó. Đó, anh em nhìn nó lực cứ dữ dằn không, nó đem lại cảm giác cho mình cái máy nó rất là lực cơ bắp ha. Rồi nói chung là cái con này nó đẹp ở chỗ nè, cây lam nó còn quá trời thì xuất sắc. Cây lam này giống như trong hùng đem ra, không có cái chỗ nào mà thấy nó chạy hết trơn, nó còn láng o vậy luôn. Nguyên cái chữ Tanaka màu sơn là tuyệt đẹp ha. Rồi chụp giật ở đây là chụp giật, anh em nhìn vô là biết là trợ lực rồi. Cái le này là le tự động nữa nè. Đó, kéo xuống là khi mà anh em kéo xuống rồi đó là bóp ga cái là nó nhảy lên là ga le là le tự động nha nè. Đó. Rồi bô là bô cách âm luôn, giật là anh em nghe là biết cái tiếng bô của nó là cái tiếng bô cách âm. Có phanh luôn và phanh còn hoạt động nha anh em, có phanh. Rồi nó có cái hệ thống lò xo giảm sốc chống rung, có sỉa gỗ luôn, sỉa gỗ khá là bén nha. Nói chung là những cái công nghệ gì nó tối tân nhất là nó đã đưa vô đây rất là ok rồi. Đó. Con này đời nó chắc cũng cỡ 2016 em đoán vậy. Đó. Khá là mới. Nói chung là con này anh em xài 10 năm nữa chưa có lỗi mod nữa mà nói chung là nó còn quá đẹp nha anh em. T14 2,6 triệu nha. Con này thì cái công suất của nó là nó khoảng là 34cc nha anh em, 34cc. Đó, T14. Nó em quay vậy đó, em quay nói chung là một cái máy em nói ít nhiều gì em cũng nói là cũng khoảng 1 phút 2 phút, nhưng mà không hiểu sao có một số anh em trên kênh cứ nói là em quay clip nhìn không rõ, không hiểu là mấy ổng nhìn không rõ hay sao, mấy ổng bị cặn hay bị làng hay bị sao không hiểu đó. Mà cứ mỗi lần mà em quay, ví dụ như em quay em nói nãy giờ nè, nó cứ có nhiều cái máy em quay qua quay lại biết bao nhiêu lần luôn, mà mấy ổng cứ nói là xem chưa có rõ, kêu em chụp hình gửi qua cho mấy ổng coi hoài. Trời ơi, coi clip không sướng bằng coi hình, coi clip quay 4K chất lượng 4K luôn, coi sướng hay bà luôn, nói cũng khô cũng họng luôn. Mà nhiều ông còn kêu em gửi hình qua rồi tư vấn lại cho ổng nữa. Vậy chứ nãy giờ em nói là gì? Nãy giờ em nói là em tư vấn cho anh em đó, mà mấy anh trả giống như là VIP vậy đó, phải kêu em là phục vụ riêng vậy đó. Giá mình đã khô cũng họng ở trên clip mình nói thấy mẹ luôn, mình tư vấn luôn, mấy anh trả không chịu coi. Rồi hoặc là coi lướt qua cái bắt đầu nói anh coi nhưng mà không có thấy hình rõ, không có thấy em rõ, em quay lại cho anh, em chụp hình lại cho anh, hoặc là quay clip lại cho anh, hoặc tư vấn lại cho anh. Nói trời, mấy ông khách đó là hôi bó tay, đã quay ở đây là quay mọi góc cạnh nè, dở đít dở mông gì lên, quay tùm lum tà la cho coi chưa đã nữa, mà nói coi không rõ cũng không hiểu làm sao là coi không rõ nữa. Đúng không? Đó, nhiều anh khách cũng ngộ, nhiều bó tay vậy ha. Rồi T14 2,6 triệu nha anh em. Con này thì nặng là 5,1 kg ha. Cây lam của nó là cây lam 4,2 tấc. Rồi như vậy là em xong một cái hàng thứ nhất. Thì thường đó là anh em cứ biết là hàng thứ nhất là một là những cái dòng máy phổ thông, dòng máy nó giá rẻ, và cái hàng thứ nhất là những cái hàng máy mà anh em xài cho gia đình, hoặc là anh em mới xài máy cưa lần đầu là anh em cứ lụm cái hàng thứ nhất là ok. Còn cái hàng thứ hai là thường là những cái dòng máy cưa nó lớn và những cái dòng máy cưa nó cao cấp, nó mắc tiền,
dành cho những cái dòng máy thứ hai và những cái dòng máy cuối á, là những cái dòng máy mà hàng khai thác dành cho những anh em mà đi khai thác đồ nhiều đó, thì là những cái dòng máy cuối. Thì đó là nhận định chung thôi, còn bây giờ mình sẽ vô chi tiết từng máy. Đầu tiên đó là cái con T15, con này là Tanaka nha anh em. Tanaka hay là Hitachi ta? À, con này Hitachi anh em ơi. À, con này Hitachi, cái lam nó còn chữ kìa. Hitachi, con này là 37cc nha anh em. Đó, con này là giá chỉ có 2.150.000 thôi. Đây là những cái dòng máy Nhật mà giá mềm, mà cái ưu điểm của nó là nó chạy rất là đầm. Đầm tức là sao? Khi mà anh em đưa vô gỗ cưa đó là nó sẽ có cái độ nặng của cái máy đó, nó đè xuống, nó ăn vô gỗ mà mình không có phải xài lực, mình đè xuống. Ví dụ như mấy cái con máy nhẹ nhẹ này nè, thì anh em cầm á nó nhẹ, nhưng mà khi mà anh em cưa lâu hoặc là cưa vô mấy cái cây mà nó cứng á là anh em phải dùng cái lực anh em đè xuống để cho nó ăn vô gỗ. Còn những cái máy này á là không có cần phải dùng lực mà nó tự động nó đè xuống luôn, nên là gọi là cưa rất là đầm ha. Rồi con T15 này là tới 37cc. Nói chung là anh em đi hạ cây đứng, đi cưa củi khai thác đồ này kia là rất là ok nha anh em ha. Hitachi đó, nó có xỉa gỗ luôn nè. Con này 37cc, giật khá rất là nhẹ nha anh em, mà nó dễ xài, chỉ cần kéo le ra thôi giật là con. Nói chung là cái con này thuộc dạng là dễ nổ đó. Nói chung là ưu điểm của nó là dễ nổ đầm. Con này lam nó là 4,5 tấc nha anh em, là anh em cưa được cái cây, hạ được cái cây đứng là khoảng là 4,5 tấc, là 9 tấc. Con này mà đi cưa mấy cái cây dừa rồi đó là đã lắm nha, phê lắm á. Mấy cây mà bự bự á, là cây dừa, cây mít, cây xài, cây mặn rồi đó, hạ cái đứng rồi đó, hoặc là cưa củi rồi thì cũng được luôn đó. Cưa rất là khỏe, 37cc mà. T15 2.150.000 nha anh em. Con này là 6,6 nha anh em, 6,6. Rồi cái con T16, con T16 này nó hơi đặc biệt chút xíu nha, nó kén người mua. Nhưng mà có nhưng mà nếu mà anh em là người mua hông hái đó thì anh em mua cái con này, gọi thứ nhất là giá nó rất là hơm ha. Con này là hàng Trung xuất Nhật ha, con này là Nakatomi, hàng Trung Quốc xuất Nhật, tức là hàng nó bán tại thị trường Nhật nha anh em. Nó nói chung nó vẫn là một cái máy Nhật, nhưng mà nó được lắp ráp tại Trung Quốc hơn, nó đặt nhà máy lại Trung Quốc, nó lắp ráp, rồi lắp ráp xong là nó đem qua nó bán cho thị trường Nhật. Mà anh em biết là thị trường Nhật mà cái máy mà cái chất lượng tàu lao, máy mà nó không ngon là không bao giờ nó đưa vô cái thị trường nó bán ha. Đây là một cái máy mà có nhiều, để em thôi, nhiều anh em mà cứ thấy cái chữ Trung Quốc vô là sợ là không phải nha. Trung Quốc nó có nhiều dạng Trung Quốc, mà Trung Quốc mà xuất Nhật là hàng rất là ngon. Cũng giống như anh em cầm cái điện thoại iPhone bây giờ đó là cũng là hàng mà Trung Quốc nó xuất qua Việt Nam mình đó, tức là nhà máy nó đặt tại Trung Quốc, nhưng mà linh kiện, cấu hình, rồi công nghệ, rồi chất liệu, linh kiện đồ này kia là toàn là hàng Nhật hết. Nói vậy đó cho anh em dễ hiểu. Thì đây là hàng Trung xuất Nhật ha. Thì cái con này thứ nhất ưu điểm là gì? Đời cực kỳ cao luôn. Con này cái đời của nó là khoảng 2017 cho tới 2018. Cái thứ hai nữa là chụp giật là trợ lực. Cái thứ ba nữa là công suất siêu khủng, công suất là 55cc. Ha, 55cc. Cái thứ tư nữa là nồng đứng. Cái thứ năm nữa là coi có không. Cái thứ năm nữa là công suất lớn nhưng mà vẫn có phanh luôn. Ha, thường mấy cái máy công suất lớn là không có phanh, nhưng mà con này có phanh luôn. Đó. Rồi có vú bơm luôn. Thường là mấy máy công suất lớn không có vú bơm, hàng này có vú bơm luôn. Đó. Đó, để như nhiều anh em như vậy thì nhiều anh em sẽ bắt đầu so sánh như nó vậy thì tao mua cái máy như vậy thì cái máy này, cái máy Nhật này so với cái máy mà Trung Quốc mà nó bán qua thị trường Việt Nam của mình thì cái chất lượng của nó so với cái máy mà Trung Quốc nó bán qua thị trường Việt Nam mình thì nó như thế nào. Thì em trả lời luôn, cái máy này so với cái máy Trung Quốc mà nó bán qua thị trường Việt Nam của mình thì cái độ bền với độ ngon, cái máy này ăn đứt gấp 3 lần, ít nhất là 3 lần so với máy đó. Tức là máy này nó y gan như hàng Nhật, nó chỉ vậy thôi. Mà cái con này em đã bán rất là nhiều trên lô rồi. Dông lô thì 10 lô em lên thì sẽ có một lô là có con này Nakatomi, là xài rất là phê. Tới giờ là nói chung là xài cũng chưa có ông nào mà xài cái máy này mà có gọi em mà phàn nàn dễ gì. Nếu mà em nói xài thì anh em nào đang xài máy này lên comment lên cho em ha. Tức là mấy máy này là em bán cho anh em là về xài, là hồi đó tới giờ là xài mấy tháng nay rồi chưa ông nào thấy phàn nàn cái máy này hết. Xài rất là ok luôn, tại vì cái máy nó công suất nó rất là lớn. Anh em nghĩ đi, con này 37cc, con này nó tới 55cc, tức là nó gấp đôi cái con này luôn. Thì xài nó sướng không? Quá sướng luôn á. Đó. Chập giật là trợ lực luôn. Còn mấy cái máy mà Trung Quốc mà xuất về Việt Nam mình là đâu có chập giật trợ lực, toàn là giật thường không, giật khế bạ luôn. Nói chung là cái con này xài nó rất là ngon, cái giá này là rất là mềm luôn. Đó. Nếu mà anh em là người tiêu dùng hông hái, mình thoáng, mình suy nghĩ nó rộng hơn. Cứ có nhiều anh em suy nghĩ tiêu cực, cứ nói nghe gì Trung Quốc là tao sợ quá tao không mua. Rồi
thì anh em cứ mua mấy máy khác, ví dụ như mấy con Echo này là sản xuất ngay tại đất Nhật luôn, còn cái con này á là sản xuất hàng Trung nhưng mà xài nó lại rất là ngon, cây lam nó lại bá đạo, nó dài nữa nè. Con này lam nó 5,5 tấc nha anh em, tức là cưa được cây đường kính tối đa là 1m1. Rồi xây cho anh em quay cho anh em coi cái nòng nè, cái nòng này như mới nè anh em nè, cái con này nó như mới nè, cái nòng nó còn mới chát nè, thấy không, không có chút gì mà nhớt nhau gì trong nãy, còn mới ken xà beng luôn đó. Cái nòng 55cc. Nói chung con này phải nói, em phải nói một câu đó là hàng ngon, hàng thơm đó. Hàng ngon là nó vừa ngon mà thơm và bổ rẻ luôn, ngon bổ rẻ là nó. Rồi nếu mà anh em nào mà tin lời nói của em, hốt con này về xài, đảm bảo với anh em là ưng ý tuyệt vời luôn, tại vì công sức nó quá lớn, công nghệ nó trang bị tặng răng luôn à, không sướng đời nó lại cao nữa, còn gì nữa để anh em sợ ha, bảo hành cho anh em luôn. Rồi T16 2,1 triệu nha anh em. Nói vậy cho nhiều anh em dành nhau mà mua con này luôn nè, tại vì nó quá ngon. Con này 6,4 kg nha anh em, 6,4 kg. Rồi bắt đầu em tới một loạt là Echo nha anh em. Echo là nhiều anh em khoái lắm. Đầu tiên là chưa biết gì về máy, nhìn vô là cũng khoái nữa, tại vì cái thiết kế của thằng Echo là màu cam, nó thiết kế rất là bắt mắt, nó thu hút được cái ánh nhìn của mình. Đập vô trong lô là nhìn mấy thằng Echo là chưa biết, không hiểu gì về máy cưa, nhưng mà nhìn vô là có cái gì đó hít, nhìn vô mình rất là hít, có cảm tình. Mình phải dùng chữ cảm tình, nhìn vô là thấy có cái cảm tình rất là hít nó luôn. Nó là thiết kế cái màu cam. Đầu tiên đó là cái con Echo này là Echo 332, con này thì là 2,5 triệu. Con này phiên bản tiêu chuẩn nè, tức là anh em xài mà máy cưa mà hít cái dòng Echo á thì em nói luôn, cái thằng ưu điểm của cái thằng Echo đó là nó bền. Rất là được, rất là nhiều người xài, tại vì giá hành của nó mềm, máy Nhật, sản xuất tại Nhật luôn, made in Japan. Giá hành nó mềm, được rất là nhiều người xài. Hầu như là anh em mà máy cưa mà ở khu vực miền Nam, miền Trung, hầu như ai cũng hít Echo hết. Còn mấy anh ở ngoài miền Bắc á, thì ít, cái số lượng Echo mấy ảnh ít. Ngoài Bắc á, mấy ảnh thích là Atin, Havana hoặc là Shindawa đâu không à. Còn Echo á, là đế chế của Echo là ở miền Nam với miền Trung, xài Echo rất là nhiều, đặc biệt là dân miền Nam cưa củi rồi đó, hạ cây đứng rồi đó, xài gia đình rồi này kia đó, là lấy mấy cái con Echo này nè, xài tuyệt vời lắm. Nó chạy nó bốc mà nó lại tiết kiệm xăng, nó nghịch lý vậy đó nè. Chạy thì nó bốc, hơi thì nó ngon, máy nó ngon mà nó lại tiết kiệm xăng, mà nó bền thì là bền vô đói luôn, rất là bền ha. Mà đồ hai đồ này kia thì rất là rẻ tiền, tức là phụ tùng hai đồ này kia rất là rẻ tiền mà rất là sẵn có rất là nhiều, tại vì nó rất là phổ biến, cái lượng xài mà người dùng xài 332, 331, 361 này rất là nhiều luôn. Hầu như là cái tiệm máy nào nó cũng biết những cái dòng máy này hết, là phụ tùng rất là dễ sửa, dễ sử dụng ha. Rồi con T17 này là 2,5 triệu nha, Echo 332 đó. Con này thì cái công suất của nó là khoảng 35cc nha anh, 35cc, máy khá là đẹp. Con này lam của nó là 4,2 nha anh, 4,2. Ở dưới này nó có chữ Made in Japan luôn nè, cho anh em yên tâm. Với lại một điều nữa là cái máy này nó có dập cái chữ Made in Japan đó, Echo 332 Made in Japan. Nên là nhiều anh em đi mua máy mà cứ sợ tao hít máy Nhật à, máy mà có dập chữ Made in Japan tao mới yên tâm tao mua, thì anh em cứ lấy cái con này cho em là ok. Rồi cái con T17 này đó là giá nó là 2,5 triệu nha anh, T17 giá 2,5 triệu. Con này thì cái lam của nó là cái lam 4,2 ha. Nói chung là những cái dòng 332 này đó, anh em giật á, anh em cảm nhận được cái độ hơi của máy rất là ok đó. Anh em có thể cảm nhận được cái độ hơi của máy, nó chạy nó rất là ok. Cái hơi của nó thì nó tạo cho mình cái cảm giác khi mà mình giật á, mình sẽ cảm nhận được là cái bích tông của nó còn hơi mạnh hay là yếu. Thì cái hàng mà Echo này nó đem lại, nó làm được cái điều đó. Còn những cái dòng máy khác nó không làm được điều đó nha. Những cái dòng máy khác là mình giật mình không có cảm nhận được là cái hơi của máy còn mạnh hay yếu đâu. Còn cái dòng Echo này là anh em giật lên là anh em biết liền. Rồi ở đây thì cái tem của nó là nó còn những cái số điện thoại nè, mà mấy số này ở bên Nhật nha. Anh em nào biết tiếng Nhật thì gọi tâm sự đó, còn em là thua không biết đó. Rồi cái xích của con này thì cũng rất là dày ha. Rồi anh em chú ý nha, con này là 332, con bên đây là 331C. Nó có thêm chữ C nó khác biệt gì, mà nó mắc hơn 100.000 thì bắt đầu em sẽ nói cho anh em coi. Rồi để em cân cái con này. Con này thì cái cân nặng của nó là 5,6 kg nha anh em, 5,6 kg. Còn cái con T18 này đó là cái dòng 331C. Cái chữ C này nó có khác biệt là nó có thêm cái con mắt hằn. Con mắt hằn ở đây là để cảm biến cái lượng nhớt ở đây nè, kiểu giống như là khi mà nó hết nhớt á, thì chỗ này nó sẽ hiện lên màu đỏ. Cái con mắt hằn này nó có tác dụng vậy. Nhưng mà nói chung là trong quá trình xài á, thì cũng không có nhiều anh em mà sử dụng cái công nghệ này, tại vì nó cũng hơi khó nhìn, nhìn nó hơi khó. Nó giống như cái con mắt hằn ở trên cái bình ắc quy của mình vậy đó nè ha.
Rồi thì cái đây là nó mấy cái con ốc vàng đồ này kia nè. Rồi con ốc bên đây thì chỉnh nhất, nói chung là cái dòng mà có thêm chữ C thì nó có thêm cái mắt hàm. Nó chỉ khác vậy thôi, còn còn lại là nó y chang như cái thằng 332 hoặc là 331 ha. Rồi con này nó mắc hơn 100.000 ở chỗ đó thôi đó. Rồi. Có chữ Echo nè, với lại cái con này bên đây là Kyrit hay là Echo là một nha anh em. Kyrit hay Echo đều là một đó. Kiểu giống như là Honda với Way đó, Way với Honda đều là một. Kyrit, còn cái con này là cái lam nó còn chữ Echo nè. Con này thì cái lam nó sắc nét hơn, nó cũng đáng vậy cho anh em mắc hơn 100.000 ha. Rồi. Rồi tem nó còn chữ vàng nữa nè. Đó, nồng thì sáng hới luôn. Nồng thì keng xà beng luôn. Cực kỳ đẹp ha. Rồi con này thì cái lam của nó là lam 4-2 nha anh em, 331C. Con này anh em xài gia đình rất là ok. Nó giờ kiểu giống như là những cái dòng máy mà dòng trung lưu, dòng hưởng lưu vậy đó, dòng mà hơi đại gia chút xíu, có tiền chút xíu xài đó, sướng lắm. Rồi con này thì là 5,5 kg anh em. Còn lớn hơn cái công suất của hàng này 35cc mà anh em chọn chiêu phê, anh em muốn cỡ 37cc, tức là lớn hơn 2cc nữa thì nó có cái dòng này. Echo 361. Hàng này thì là cái lam nó còn chữ tuyệt vời luôn, Kyrit. Kyrit hay Echo đều là một nha. Đó, nó đều chung của nó hết đó. Đây. Con này nồng rất là đẹp nha. Đây 361 Metrin Japan. Nó rất là nhiều, có rất là nhiều anh em mà chỉ mua cái máy là tại vì nó có cái tem này nè. Rất là nhiều anh em luôn. Đó, nhiều anh em quan điểm là tao không biết gì về máy chơi mày ơi, mà tao thấy mày quay chỗ này có chữ Metrin Japan là tao thấy yên tâm rồi. Tao thấy ba chữ Metrin Japan là tao thấy ưng rồi đó. Tao ưng bụng là tao chốt liền đó. Tao chỉ biết vậy thôi là tao chốt. Rất là nhiều anh em vậy luôn. Nhiều ông nói chuyện mắc cười lắm, ông nói tao thấy cái tem có chữ Made in Japan là tao mua, tao không biết gần về máy, tao thấy cái chỗ nào mà có chữ Made in Japan là tao mua, tao thích gì à. Đó, thì cũng ok nha. Với lại cái con Echo này thì cái dòng này nó rất là phổ biến, anh em dễ xài, dễ sử dụng lắm. Rồi con này thì công suất nó lớn hơn, nó chỉ có khác vậy thôi. Giá nó là 3 triệu nha. Đó, anh em giật á, cái dòng Echo ngộ lắm, giật mình cảm nhận được cái hơi của cái máy. Mình thấy là mình giật được là mình chạy là mình cảm nhận được cái máy nó hơi nó ngon cỡ nào. Đó nên là nhiều anh em khoái cái dòng Echo ở chỗ đó. Rồi con này nước sơn zin nè anh em thấy không? Còn rất là bóng bẩy nè. Con này thì nó trên nhau tới 332 nè, so với là khoảng gần 500.000. Nhưng mà xài được cái con này thì máy nó ngon hơn, VIP hơn. Đó. Chạy nó đầm hơn. So với cái thằng 332 thì cái 361 á chạy nó đầm đầm máy hơn, công suất nó lớn hơn. Tại vì cái công suất nó lớn á, trong khi mà anh em đưa cưa, ví dụ như 332 anh em bóp 2/3 ga thì anh em mới đạt được cái chỉ tiêu anh em cưa. Thì cái hàng này công suất nó lớn hơn, chỉ cần bóp 1/3 ga thôi là nó đã đạt được cái công suất đó rồi. Do đó là cái tiếng ồn nó nhỏ hơn, chạy nó êm ái hơn, nó đầm hơn ha. Rồi. Và nó cũng mắc tiền hơn luôn. Tại vì nó mắc thì nó phải mắc tiền hơn luôn rồi. Còn mấy hàng kia thì nó rẻ hơn. Con này lam 4-2 nha anh. T19 3 triệu ha. Rồi con này 5,6 kg nha, 5,6 kg. Đó, xong ba con. Rồi con này là dòng G nha, con này là dòng máy hệ nha anh em. Máy hệ là máy gì? À, thì giải thích cho anh em luôn, máy hệ tức là máy có thương hiệu giống như là Austin, Shindawa, G, ha, G40. Thì cái dòng G này nó sẽ có dòng G là 320, 35, G36, G361, rồi G40. Thì cái con G40 này là giống như là cái công suất nó khủng nhất trong cái tập đoàn G. Dòng G hay còn gọi là Komatsu Zenwatt. Nha, Komatsu Zenwatt, đây là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng ở bên Nhật nha anh em. Ở bên Nhật là người ta xài dòng này rất là nhiều. Và anh em ở miền Nam mà đặc biệt là Đồng Tháp, Long An, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng đồ này kia đó, thì xài mấy cái dòng G này. Với lại mà anh em đi thợ cưa cây mướn á, là dòng G này là được rất là nhiều anh em chuộng. Thì dòng G này so với dòng Echo, có nhiều anh em sẽ bắt đầu hỏi gì dòng G này so với dòng Echo thì nó sẽ có khác biệt gì. Thì nói luôn với anh em là cái dòng G này so với thằng Echo, tốc độ cưa của nó nhanh gấp 1,5 lần so với thằng Echo. Mà cái độ hao xăng của nó thì nó cũng tương đương thằng Echo nha anh em. Tức là dòng máy hệ là nó vậy đó. Giống như là dòng máy hệ anh em có thể tưởng tượng giống như nó là một cái dòng máy mà chuyên đi đua đua xe đó. Tức là cùng một cái máy so với những thương hiệu khác. Mình cưa ví dụ như con Echo, anh em cưa 30 giây là xong. Thì thằng này nó chỉ cần cỡ 20 giây là nó đã cưa xong rồi. Và cái thứ hai nữa là nó chạy đường trường rất là tốt. Chạy đường trường có nghĩa là anh em cưa từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối là anh em cưa thì nó chạy rất là ok. Tức là nó chuyên chạy đường trường, nó giống như Shindawa vậy. Shindawa với dòng G là dòng máy hệ, chạy đường trường rất là ok luôn ha. Rồi với lại tốc độ cưa của cái hàng Komatsu Zenwatt này đó, tốc độ nó rất cưa rất là nhanh. Con này là G40 thì anh em có thể biết được là nó là 40cc. Thì anh em biết là nó công suất nó khủng như thế nào à, 40cc mà giá nó chỉ có 2 triệu 9 thôi. Đó. 40cc là máy là đã khủng lắm rồi anh em. Thiết kế nó rất là gọn, 40cc mà thiết kế cực kỳ gọn.
rồi le gió nữa nè, với lại nó dễ nổ nữa. Không, cái hơi của nó rất là ok. Rồi cây lam của nó là lam Latin luôn nha anh em, lam Latin đó, con này lam Latin, xích là xích lở nha, xích lở, xích này đi hạ cây đứng nó ăn gỗ nó nhanh hơn nữa, nên là cái tốc độ cưa nó nhanh là ở chỗ đó. Con này lam nó là 4 tấc 2 nha, con này là đối thủ của cái con Sinawa 350 đó, G40. Tóm lại đây là dòng máy dành cho thợ cưa cây, thợ cưa cây mướn đó, là người ta xài cái dòng G40 này rất là nhiều, tại vì cái ưu điểm của nó là tốc độ cưa nó cực kỳ nhanh, nó cưa rất là nhanh và nó chạy đường trường rất là tốt, chạy từ sáng tới chiều rất là ok, mà cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó cũng như nghề trồ rất là tiết kiệm nhiên liệu, nên là được nhiều anh em khoái là chỗ đó. Cái số lượng của thằng G này thì nó hiếm hơn Echo. Echo thì nó nhiều, không? Ví dụ 100 máy về thì nó cũng mấy chục máy Echo, nhưng mà cái dòng G này nó hiếm hơn đó, tại vì nó ngon đó, được anh em mà máy hợ đồ đó, biết xài đó, xài con này thì rất là ok. Rồi để lâu giật đồ này kia cũng rất là ok, rất nhanh đó ha. Rồi Genwatt nè. Rồi cái con này thì nó sẽ anh em xài gia đình cũng được, mà đi khai thác cũng được nha anh em, tại vì nó là bán chuyên nghiệp 40cc, xài gia đình cũng được mà đi khai thác cũng được luôn. Rồi em đo lại một lần nữa, lam Latin nha, nhớ giùm em là cái con này là lam Latin, lam 4 tấc 2. Con này 5,6 kg nha anh em, 5,6 kg. Rồi kế tiếp nữa là một cái con T21, con này là 38cc. Trời ơi, mà anh em cho anh em coi lại nha, con này 40cc, con này 38cc. Đó, coi từ trên nhìn xuống nè, cái bề ngang con này khá là bự ha, tại vì nó đầm, nó chạy đường trường mà nó phải bự để tản nhiệt cho tốt. Còn con này rất là gọn luôn, con này là foam dưa leo, 38cc với 40cc là hầu như là công suất nó gần như giống nhau, mà thiết kế rất là gọn nha. Cái con này là dòng cao cấp, nó thiết kế lại, mặc dù là máy nó lớn nhưng mà cái kích thước nó thiết kế rất là gọn luôn. Đó là cái ưu điểm của con Sinawa 380, gọn đó. Cái lam còn chữ Sinawa luôn, và xích của nó là xích mới. Con này nếu mà anh em xài gia đình là tuyệt vời nha anh em, còn anh em đi khai thác cũng ok luôn. Con này cũng giống như cái con G40 vậy đó, nó là dòng máy hệ, dòng máy chuyên nghiệp đó. Những gì mà nãy giờ em nói cái hàng G40 này đó thì áp dụng qua cho hàng này cũng y xì luôn, nhưng mà hàng này có thêm một cái ưu điểm, đó là hồi nãy em nói đó, là nó thiết kế nó gọn hơn G40, máy lớn nhưng mà thiết kế lại gọn. Rồi thêm cái nữa là cái lam còn chữ Sinawa, và xích của nó là xích mới 100% luôn, xài rất là ok. Con này cái phiên bản nó nhỏ hơn, nó có sinh quản Sinawa 300 anh em. Cái mấy anh em có theo dõi kênh bên em rồi anh em biết, nó có phiên bản thêm là Sinawa 300, thì cái con đó là 31cc, con đó là máy khá nhỏ, còn con này là máy khủng nha, 38cc là nồng đứng luôn, mà thiết kế là siêu nhỏ gọn luôn. Cái lam còn chữ Sinawa, xích lưu ý giùm em, xích mới 100%. Rồi lam 4 tấc 2 nha nè, T21 2,9 triệu. Những gì em áp dụng với G40 thì hàng này y chang, chạy đường trường đồ này kia các kiểu là ok, 5kg đó. Còn anh em mà có điều kiện mua xài gia đình là con này càng tuyệt vời đó, tại vì lâu lâu mình hạ cây đứng rồi kia mình kiếm máy lửa lớn đó là cũng ok lắm. Rồi một em đúng chuẩn khủng luôn, đúng chuẩn hàng khủng nè, T22 3,1 triệu mà máy cọp nha, đẹp nha. Bữa hôm em cũng mới bán cái con 041 nhưng mà nó không đẹp bằng con này, con này quá đẹp luôn. Con này 3,1 triệu nha anh em, Austin 041 61cc. Rồi con này thì đương nhiên là không xài cho gia đình được rồi. Không phù hợp cho anh em xài gia đình, hoặc là mới xài máy cưa lần đầu mà phù hợp cho anh em đi khai thác cưa gỗ đồ nhiều đó thì xài con này. Con này thì nói chung là khủng long bạo chúa rồi. Con này lam gần 5 tấc nha anh em, gần 5 tấc. Đó, cái lam 4 tấc rưỡi anh em ơi. Con này 4 tấc rưỡi à, chưa tới 5 tấc, con này lam 4 tấc rưỡi. Xích cỡ lớn nha, xích lớn nè. Gà xích còn rất là dày. Đó. Cái máy màu trắng mà anh em biết là máy màu trắng mà còn vỏ nhôm nữa, mà anh em thấy nó còn mới như vậy thì biết là cái chất lượng máy nó còn rất là cọp, rất là ok, còn đẹp can xà beng luôn. Đây là gió nè, đây công tắc nè, giật thử nha anh em, 61cc nhưng mà giật lại khá là nhẹ, ngộ vậy đó. Thường mấy cái máy mà 61cc những cái thương hiệu khác á, là mỗi lần giật á, là em phải đứng lên khom người lên dùng hai tay giật, còn bây giờ là một tay em cầm cái camera, một tay em giật máy mà vẫn giật được, là anh em hiểu. Thì giật nó rất là nhẹ nha ha. Con này hay vậy chứ giật anh em cỡ 50kg đổ lên là giật khỏe ru rồi đó. Rồi có sỉa gỗ luôn nha. Con này máy giá hôm nè, máy đẹp luôn nha. Đó, máy đẹp T22 3,1 triệu. Ôi ôi, 8kg nha anh em, 8kg, nặng 8kg. Rồi cuối cùng nữa là một cái siêu phẩm trong ngày hôm nay. Cứ cái con cuối cùng là cái con siêu phẩm nhất, T23, con này 4,5 triệu nha anh em. Sinawa 440, tức là 45cc, 45cc mà lam Latin luôn. Đó, con này mà anh em đi cưa hở đồ, cưa khai thác đồ này kia là tuyệt vời luôn, còn xài gia đình vẫn được bình thường.
Con này lam nó gần 5 tấc rưỡi nha anh em, gần 5 tấc rưỡi. Tới đây là 5 tấc rồi nè. Rồi, tới đây nó gần 5 tấc rưỡi. Lam là lam Latin luôn. Đó. Con này tản nhiệt, cái lam này nó tản nhiệt rất là tốt. Xích nè, còn cực kỳ dày nha anh em, xích zin mà còn cực kỳ dày luôn. Đó. Nên là con này anh em về là xài rất là yên tâm, khỏi cần phải lo lắng về cái bộ xích. Tại vì cái bộ xích này nếu mà đi mua cái bộ xích mới là cũng nặng tiền lắm nha, 500-600 ngàn. Nhưng mà cái bộ xích này anh em xài là cực kỳ yên tâm. Nếu mà đi xài khai thác bình thường đó, là chừng khoảng 1 năm cho tới 2 năm mới có tính tới cái chuyện mà mình thay bộ xích mới. Còn nó còn rất là dày giống như là xích mới vậy rồi. Rồi con T23 này 4,5 triệu nha. Nó là Sinawa 440. Bình thường là Sinawa 350, là còn cái con này là Sinawa 440 là nó tới 45cc, là máy mà máy là máy hệ nữa. Cái con này mà máy mới ở bên Nhật đó, là anh em biết là nó giá, nó chỉ giá là khoảng gần 50 triệu anh em, kinh khủng lắm, giá mới cực kỳ nghe là xỉu luôn á đó. Bây giờ anh em biết để anh em hình dung được cái giá của cái máy bên em bán nó hôm như thế nào. Cũng giống như thằng bên đây 2,6 triệu mà máy mới nó 18 triệu, thì thấy nó cũng thấy là hôm lắm rồi đó. Mà cái thằng này hôm đâu bằng thằng này. Thằng này máy mới là gần 50 triệu. Mà máy bãi bán có 4,5 triệu thôi, rẻ gấp 10 lần. Mà máy còn ngon ken xà beng. Hơi hám đâu này kia là tuyệt vời luôn. Rồi, T23 4,5 triệu, Sinawa 440, 45cc. Anh em đi khai thác là thôi khỏi miễn bàn, quá đã. Chạy đường trường, chạy từ sáng tới chiều rất là ok, xài gia đình vẫn được luôn. Xài gia đình vẫn được, với điều kiện là anh em có tiền mua được 4,5 triệu xài gia đình thì nó quá ok rồi. Quá tuyệt vời rồi nha. Còn nếu mà anh em họ đi cưa cây mướn đâu này kia, xài con này thì rất là tiết kiệm nhiên liệu nha. Ưu điểm của cái hàng Sinawa đó là nó cực kỳ bền, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Nói chung là trong tất cả các chồng máy cưa, tiết kiệm nhiên liệu đứng số 1 hàng đầu là Sinawa. Đó, cái thứ hai nữa là bền và chạy đường trường cực kỳ tốt ha. Rồi với lại ganti là chỉnh tay ở đây được luôn nè ha. Rồi T23 cân ha. Con này 6,5 kg nha anh em, 6,5 kg. Rồi bơm nước thì còn một con này còn cái mã M nha, M23, con này 1,350 triệu nha anh em. Đó, anh em có nhu cầu tưới rẫy, tưới nước, hút nước thải đâu này kia các kiểu, anh em xài con này rất là ok. Nó tự động nó hút lên rồi nó bơm ra, khá là khỏe, tương đương với cái bơm xăng, bơm điện của mình mà hai ngựa nha. Rồi, ở đây thì có mấy cái con tỉa cành 1 lưỡi, con này Sinawa 1,6 triệu, con này 2 lưỡi, Tanaka thì là 2 triệu nha anh em. Con này mã M26, con này khá là nhẹ, tầm cỡ 3 kg thôi. Đó. Rồi ok, anh em nào có nhu cầu mua thì alo giùm em qua số điện thoại 0967100003 ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi kênh, nếu thấy hay thì bấm đăng ký kênh, còn bật chuông nhận tất cả thông báo để khi mà em lên video thì nó sẽ báo qua điện thoại của anh em ha. Đấy. Đó, chưa có cái kênh nào mà nó review mà vừa chi tiết mà vừa lâu như cái kênh em. Chỉ có 23 máy cưa thôi em review 60 phút. Đó, anh em thấy nhìn cái đồng hồ anh em thấy không? 56 phút rồi. Cực kỳ chi tiết. Nói xong là muốn xỉu, muốn khô cũng họng luôn. Nhưng mà gán nói để cho anh em hình dung được cái máy. Với lại em đã gán nói rồi thì anh em chịu khó anh em coi trên video giùm em. Chứ có nhiều ông cứ kêu em tư vấn lại từ đầu, chụp hình lại cho em coi trên clip chưa rõ, không hiểu rồi coi chưa rõ chỗ nào nữa ha. Thì anh em nhiều, những anh em nào mà đó thì lên bình luận comment cho em ha. Rồi cảm ơn anh em, hẹn anh em ở những video tiếp theo ha. Con này đặc trưng là rất là nhạy nổ nha anh em nào mua máy mà để lâu mới xài, lâu đem ra giật mà muốn nhạy nổ đó, lấy con này cho em là ok. Con này chụp giật trợ lực nha anh em. Cực kỳ mới ha. Rồi nổ không chê vào đâu được. Đó, con này anh em nghe cái tiếng máy là anh em nó nổ
Con này nó có thêm một công nghệ là chống rung nữa nha anh em. Nó có cái hệ thống lò xo chống rung. Chập giật chờ lật luôn nè. Con này cái nòng nó còn như mới, cái nòng của nó còn mới chát, bởi vì nó nổ cái tiếng máy nó như mới. Con này xài rất là êm nha anh em nào chuyển xuống tiền xài con này là cực kỳ vui luôn. Máy lớn mà công nghệ trang bị tặng răng chụp giật chờ lực chống rung, rồi nòng đứng, rồi có phanh luôn. Đây công tắc ha, đẩy lên là tắt, đẩy xuống là on nữa nè. Bây giờ máy tin 015 này chạy là cực kỳ bốc luôn. Với là cái dáng của nó là dốc ngược lên, với là cưa vô cái hế mình cầm rất là sướng cái tay. Con này là cưa tay cục mà công suất cực kỳ phê. Con này nổ rất là đã, ga nó rất là nhảy, ga là lên cái là lên tức thì luôn nha. cc Austin 041 61 cc, nhưng mà giật rất là nhẹ nha anh em, nó có trợ lực. Em ngồi em thường là máy mà 61 cc là phải đứng lên giật rồi phải hai tay các kiểu, còn bây giờ là một tay em đang cầm camera quay, một tay em giật máy, hai tay kẹp đây thôi là giật cái là nổ liền. Đó, rất là nhẹ. Đây là sỉa gỗ nữa nè. Con này mà anh em
ok ha. Ah!